Chị vui chịu nào chị đã hết tôi, người ơi còn nhớ thương này. Tôi yêu người còn hơn yêu tôi. Đó quý vị. Dạ. Ủa gì vậy, nhìn hết hồn vậy? Tưởng đâu thấy cái bụng chứ. Quý vị biết là mình mới đi một cái tour diễn 21 ngày 3 tuần. Quý vị nào xem YouTube quý vị đã thấy rồi. Thì mình đã đi bắt đầu từ Mỹ về qua Úc. Úc xong mình vô Việt Nam. Việt Nam xong mình bay qua châu Âu. Và mình mới trở về lại Mỹ hôm thứ ba. Và hôm nay là hôm qua mình đã bay ra đây rồi. Cho nên đúng là thường thường về đây phải shopping mall America. Mà sáng hôm nay mình book Uber 3 lần. Nó không vô đó. Mà không biết mượn xe ai, đâu biết ai đâu đưa đi. Cho nên là ngày nay nằm ở khách sạn đi một ngày không được vô mo tốt đến cái gì trơn, cũng dễ sợ luôn á. Tôi nghĩ rất nhiều. Thôi đây một bài hát chứ thì Minh Quỳnh vừa sân khấu lại cho ca sĩ kế tiếp, một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Nguyên Khanh. Bài hát này thì trong thời gian khoảng chừng 6 tháng nha. Chị chút xíu nha. Trời. Quý vị thấy hai anh em giống nhau. Quý vị biết hồi xưa là Mạnh Quỳnh đi hát chung với anh Hoài Linh, mà có ông này là màu xô ở Sacramento, ba anh em đứng lên giống y như là ba cái quay ăn. Giống như là ba anh em người nào cũng có. Bây giờ là Mạnh Quỳnh mập rồi, cái thời mà Mạnh hát cho em á cũng có là em Quỳnh cùng anh cũng ốm nhôm đúng không, gần 20 năm trước. 20 năm trước là Hoài Linh, anh Hoài Linh cũng rất là ốm, và ba anh em đứng lên đi ăn mà nhìn giống như là ngồi ăn, ba anh em giống như là xin ba luôn quý vị, giống như vậy luôn. Có nghĩa là ca sĩ hút tiền bầu show nhiều lắm mới mặc lên. Quý vị ấy nè, bầu show ạ. Rồi quý vị ơi, nó không có công bằng cho em lắm á. Mạnh Quỳnh ra cũng phun khói đúng không? Đó, thế chị cho lãng mạn chút xíu nè, coi thôi. Order ký khối. Cái đó quý vị, hồi nãy anh em mình có nói về cái vụ mà anh giới thiệu cái vụ mà bên cái tuần cả đơn bên vậy hả? Quý vị ơi, một hồi nữa anh Mạnh Quỳnh chưa xong đâu nha. Không thể nào mà bắt anh lên đây ca bài này xong đâu. Một hồi nữa sẽ có một cái chương trình rất là đặc biệt để tặng tới tất cả những người mẹ. Một tiết mục rất là đặc biệt, không có nằm trong chương trình luôn ha. Được không? Được. Thôi, chào bó tay cho anh Mạnh Quỳnh ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều.